Hương của đài truyền hình SBTN xin kính chào quý khán giả. Kính thưa quý vị, trong những talk show những lần trước đây thì quý vị cũng đã biết chúng tôi đã đề cập rất là nhiều về cái vấn đề xây dựng tượng Đức Thánh Trần tại thành phố Arlington trong khu Bến Thành Plaza. Và ngày hôm nay Thu Hương xin kính mời quý vị hãy cùng theo dõi tiếp buổi trò chuyện cùng với ông Nguyễn Hữu Duyệt là trưởng ủy ban xây dựng tượng Đức Thánh Trần và chị Lê Kim Oanh là thủ quỹ với những thông tin được cập nhật về vấn đề này đến ngày hôm nay. Thu Hương xin chào chú Nguyễn Hữu Duyệt và chị Lê Kim Oanh. Dạ vâng, cảm ơn cô Thu Hương và chào cô Thu Hương và cũng như là xin được kính chào toàn thể quý niên trưởng, quý chiến hữu và quý đồng hương. Dạ, trước hết, on xin kính chào quý khán thính giả đang xem đài SBTN và chào Thu Hương ạ. Dạ vâng, cũng khoảng 2-3 tuần rồi thì chúng ta trở lại với buổi talk show này. Thì không biết là chú Nguyễn Hữu Duyệt và chị Lê Kim Oanh có mệt không, có vui không và có rất là bận rộn cho cái công việc chuẩn bị sắp tới phải không ạ? Dạ vâng, rất là bận rộn cô Thu Hương. Nhưng mà tất cả mọi sự đều tiến hành rất là tốt đẹp. Dạ vâng, trước tiên thì cho Thu Hương hỏi chú Nguyễn Hữu Duyệt một chút xíu là đến ngày hôm nay thì cái chương trình của chúng ta trong cái việc xây dựng tượng Đức Thánh Trần thì cập nhật như thế nào? Dạ vâng, cảm ơn cô Thu Hương. Một lần nữa xin kính chào toàn thể quý niên trưởng, quý chiến hữu và quý đồng hương. Thì trước khi mà trả lời vào câu hỏi của cô Thu Hương thì chúng tôi cũng xin được cập nhật một tí về tiểu sử của Đức Trần Hưng Đạo. Thì ông còn là được gọi là Hưng Đạo Đại Vương hay là Nhân Vũ Hưng Đạo Đại Vương, là một anh hùng dân tộc phải nói là xuất kiệt, một nhà chính trị, một nhà văn mà cũng như là nhà tư lệnh tối cao chỉ huy quân đội toàn quốc của cái thời Đại Việt, thời nhà Trần. Thì ông cũng nổi tiếng trong cái lịch sử nước Việt với vai trò là chỉ huy đội Đại Việt 3 lần đẩy lui quân Nguyên Mông trong những thế kỷ thứ 13, nghĩa là từ 1258 đến 1388. Thì cái chiến thắng của ông trước cái đội quân Nguyên, quân Mông dưới cái thời Hốt Tất Liệt là một trong những cái chiến công phải nói là vĩ đại của lịch sử quân sự thế giới, được coi như là một trong những nhà quân sự kiệt xuất nhất trong lịch sử dân tộc. Từ những tư tưởng quân sự của ông đã được thể hiện rõ trong các luận thuyết và cái tác phẩm của chính ông. Dạ, kính thưa quý vị, thì để trả lời về câu hỏi của cô Tư Hương thì thực sự ra trong cái lúc này chúng tôi cũng đã phải nói rằng nghĩa là tất cả mọi người trong các ban và cũng như cá nhân đều là dồn hết mọi nỗ lực lại để cho vào cái ngày dạ tiệc vào ngày 9 tháng 9 sắp tới đây để mà có một cái sự coi như là đúng như ý của mong muốn của ủy ban và cũng như của quý vị. Thì trong những cái thời gian này thì chúng tôi cũng có tiếp xúc với lại các mạnh thường quân, thì tí nữa quý vị sẽ được nghe cô Kim Oanh sẽ trình bày rõ chi tiết. Vâng, thì đó là, nhưng mà tất cả rất tốt đẹp với cô Thu Hương. Dạ vâng, cảm ơn chú Nguyễn Hữu Duyệt. Và chị Kim Oanh thì tiếp lời chú Nguyễn Hữu Duyệt, xin mời chị có thể cập nhật cho quý đồng hương biết được là đến thời điểm bây giờ thì chúng ta đã thu được bao nhiêu tiền của mạnh thường quân yểm trợ và cái danh sách bảo trợ như thế nào thưa chị? Dạ, cảm ơn Thu Hương đã hỏi câu hỏi này. Trước hết thì Oanh xin cảm ơn tất cả những quý vị đồng hương, mạnh thường quân và cá nhân hội đoàn đã ủng hộ rất là tận tình. Và cái số tổng số tiền mà đến hôm nay chúng tôi được quý vị hứa cho và đã gửi đến và nhận được là trên 36.300 đồng. Và cái danh sách rất là dài quý vị ơi, nhưng mà bây giờ Oanh chỉ xin là đọc lên danh sách của các vị mạnh thường quân đã bảo trợ theo cái level, vì chúng tôi có 4 level, đó là Underwriter, Platinum, Silver, Gold. Và bây giờ tại vì những cái level này có những quyền lợi là chúng tôi phải thông báo trên đài, trên radio, và tất cả những ủng hộ chúng tôi đều rất là cảm ơn, nhưng mà vì thời gian không có nhiều nên chúng tôi chỉ xin đọc danh sách mạnh thường quân với những level bảo trợ. Yeah. Ok, trước hết là Underwriter thì chúng tôi có Bến Thành Plaza và gia đình ông Trần Hữu, đó là level trên 5.000 đồng. Và Platinum
là 3.000 đồng trở lên là có tiệm hủ tiếu Mỹ Tho trong khu Bến Thành Plaza, ông bà bác sĩ Phạm Văn Chất, Hội Hải quân Trùng Dương, và The Gold Level là có cộng đồng người Việt quốc gia Hạc Terran và Hội Không quân Dallas Forward, và Silver là 1.000 đồng trở lên. Thì chúng tôi có phở 369 cũng là trong khu Bến Thành Plaza, công ty du lịch Á Đông, ông bà Nguyễn Văn Đỡ là của Hải quân, gia đình bé Tiên, Beauty Mart Nail Supply trong khu Bến Thành, ATP Chiropractic and Healthcare LLC cũng trong khu Bến Thành, Thomas Trần Law Firm trong khu Bến Thành, và chú Đại Nguyễn của Hội Cao Niên Forward là 1.000 đồng. Đó là những quý vị trong Silver Level. Và cái list rất là dài. Chúng tôi đã có đọc hồi sáng này ở trên talk show của chương trình cộng đồng và sẽ tiếp tục đọc trên chương trình cộng đồng để cập nhật hóa những người mới nhận được. Dạ vâng, cảm ơn chị Lê Kim Oanh. Quả thật là với cái số tiền là 36.000 đồng thì cái đó là phải nói cũng là một cái nỗ lực rất là lớn của ban tổ chức, và cũng thực sự là cảm ơn các mạnh thường quân khắp nơi đã yểm trợ cho chương trình. Và tiếp theo đây thì tôi cũng xin hỏi chị Lê Kim Oanh tiếp theo về cái chương trình mà gây quỹ là cái đêm ngày 9 tháng 9 ở Top Buffet, thì cái chương trình đó như thế nào, xin chị Kim Anh có thể nói lại sơ qua về cái nội dung cũng như là ca sĩ như thế nào và vé bán như thế nào thưa chị? Dạ cảm ơn Thương. Dạ thưa quý vị, thì cái vé thường á là 40 đồng và vé VIP là 70 đồng, thì bằng VIP chúng tôi sẽ có một chai rượu. Và trước hết là chúng tôi cũng sẽ có một phần reception rất là đặc biệt lúc ban đầu để cho quý vị trong khi chờ đợi thì quý vị có thể là ăn tí uống tí xíu cho trong khi chờ đợi. Và ca sĩ rất là hùng hậu quý vị, nữ ca sĩ Diễm Liên của Trung tâm Asia và nam ca sĩ Anh Tuấn. Và chúng tôi có một ca sĩ rất là đặc biệt ở local của chúng ta là ca sĩ Đăng Khoa, hát rất là không thua kém gì những ca sĩ nhà nghề. Yeah, và ban nhạc là The Friends Band, và chúng tôi cũng có những màn văn nghệ của các nhóm ở ngay tại địa phương. Dạ. Và vé bây giờ phát hành như thế nào rồi chị? Đã nhiều chưa? Dạ tình hình vé rất là khả quan quý vị, là ngay bây giờ chúng tôi có thể nói là được sự ủng hộ rất là đông, nhưng chúng tôi vẫn cần quý vị tiếp tay nữa. Và chúng tôi sẽ có vé bán ngay tại cửa, và chúng tôi có để dành một số vé để ngay bán ngay tại cửa. Nhưng mà chúng tôi rất là mong là quý vị mua vé trước hay là gọi trước để đặt vé thì chúng tôi có thể giữ ngay tại cửa, khi chúng tôi quý vị đến thì đã có sẵn sàng. Cái này sẽ giúp cho ban tổ chức rất là trong việc dễ dàng trong việc sắp xếp chỗ ngồi trước. Dạ vâng, thì cái số mà cái bàn reserve các chỉ có một số giới hạn thôi chứ không có nhiều, thì lý do đó mà cũng mong tất cả những quý đồng hương hãy cố gắng mua vé trước để cho chúng tôi có một cơ hội để mà sắp xếp đó. Dạ vâng. Nếu quý vị muốn đặt vé trước á, thì xin quý vị gọi cho Oanh ở số 972-310-4230, và quý vị cũng có thể liên lạc với anh Duyệt rồi anh Duyệt lại Cái số điện thoại là của tôi là 469-212-3761. Tôi xin lặp lại là 469-212-3761. Dạ vâng, cảm ơn chú Duyệt và chị Kim Anh. Và bây giờ thì thương xin hỏi chú Duyệt là chú là một cựu sĩ quan quân lực Việt Nam Cộng Hòa, và chú đã từng là chủ tịch của cộng đồng người Việt tại vùng Dallas. Và bây giờ thì chú đảm trách cái công việc là Liên hội trưởng Liên hội cựu chiến sĩ Việt Nam Cộng Hòa Dallas Forward, và với cái cương vị cũng là một trưởng ủy ban xây dựng tượng đài Đức Trần Hưng Đạo kỳ này, thì chú có những cái suy nghĩ như thế nào nếu như mà sắp tới đây tại địa phương của chúng ta lần đầu tiên có được một bức tượng về một vị anh hùng dân tộc? Cảm ơn cô Thư Hương rất là nhiều.
một câu hỏi mà cũng là một cái ưu tư của cá nhân tôi và cũng như tất cả nhiều người cựu quân nhân ở tại địa phương, là khi mà chúng tôi dùng cái chữ coi như là